Hello chào Nim nha. Hôm nay Nim quay lại với channel của mình. Hôm nay mình chỉ chiên cánh gà KFC nha Nim. Đây cánh gà nha Nim. Nim mình mua 2 kg cánh gà. Bây giờ Nim mình bắt đầu nhúng bột để chiên. Giờ Nim mình đổ bột vô nha Nim. Đổ bột và thấy đều nước Nim mình chỉ nhúng cánh gà chiên. Chế sơ thôi nha, rồi nó gì để nó lẻo. Nửa đi, cái nửa chai rồi quậy ra rồi. Anh em mình nhúng bột rồi chờ dầu nó sẽ thâu rồi anh em mình sẽ chiên nha anh em. Dầu sau rồi giờ anh em mình bỏ vô chiên nha anh em. Thank you.
thời gian dài bây giờ đã hoàn thành hết. Bây giờ anh em mình gồm thưởng thức nha anh em, mời cả nhà thưởng thức với mình nha. Rất là giòn nha anh em. Không, mình xin phép thử trước đây canh gà. Qua đi nha. Rất giòn luôn anh em. Giòn, béo. Có mùi tôm của dầu nữa anh em. Rất ngon luôn. Mà đi nha. Cả nhà nha, rất là giòn luôn nha anh em, rất là giòn và rất là mềm anh em à. Mời anh em, rất là ngon, rất là mềm anh em. Rất là ngon nha anh em, mời anh em nha. Cái bồ của bà rất là giòn nha anh em. Cánh rất là bự nha em. Còn nám ăn rất là ngon em. Rất ngon luôn mình. Giờ mình cầm camera cho hai nhóc ở gần này nó ăn thưởng thức với nhà anh em. Hai nhóc nhỏ thử thưởng thức nó ăn như thế nào nha anh em. Mời anh em nha. Ăn thử coi cảm nhận thử mềm hay béo hay giòn hay dở hay dai gì thử coi. Rất là giòn luôn em ơi. Ừ, rất là dai, giòn nữa. Béo. Ngon. À, con béo ngon. Béo không ạ?
ăn có chút muối chanh nữa là ngọt. Mời anh thêm miếng bự luôn này, rất là mềm luôn anh em ơi. Quá đã luôn. Nước quá ngọt. Đi nha, con cuối này. Mà đi nha. Mà đi nữa. Cảm ơn tường anh em. Bắt nó mềm luôn anh em ơi. Mà đi nè. Trong video cũng dài, chắc anh em mình sẽ tạm dừng video đây. Mong em nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho kênh của mình nha anh em. Tạm biệt anh em nha.